Ngày hôm nay, Minh được Tử Vi rất là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Là đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình cải hung hóa cát, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập tới bất ngờ, đổi đời đại gia, giàu có hơn người. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Mười ngày nổ lớn, tháng 7 cô hồn, được trời Phật thương tình, cát tinh cao chiếu, thần tài mở kho ban cho lộc lớn. Tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, vận đỏ ngút trời, tiền bạc ào về như thác lũ, trúng số liên tiếp, giàu có nhất vùng thiên hạ. Tổng quan tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Rồng là biểu tượng của sức mạnh thần bí, thiêng liêng và quyền lực. Bởi vậy, những người tuổi này thường thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Những người tuổi Giáp Thìn có sức sống mãnh liệt, vẻ bề ngoài luôn toát lên khí phách oai hùng lẫm liệt. Không chỉ có vậy, con giáp này còn hội tụ đầy đủ những tinh hoa, phẩm chất đẹp của một con người. Sự thật thà bao dung và yêu thương con người, ở Trung Hoa người ta quan niệm rằng hình ảnh rồng bay lên trời cao là biểu tượng thịnh vượng, phát triển, may mắn. Vì thế mà những người sinh cùng ngày này đều có ý chí quyết tâm vươn lên mạnh mẽ. Họ thích chinh phục thử thách và đối mặt với những khó khăn nguy hiểm. Những người tuổi Giáp Thìn không bao giờ chịu bó buộc mình trong một không gian chật hẹp, nhỏ bé. Họ muốn vươn tới bầu trời xanh, cao rộng để thỏa sức vẫy vùng và biến ước mơ của bản thân mình thành hiện thực. Khát vọng được phát triển khẳng định bản thân của người tuổi Giáp Thìn như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn nguy hiểm ở phía trước. Họ cũng thuộc những người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ. Tuổi Giáp Thìn rất thoải mái, linh hoạt trong cách giao tiếp, không phải lúc nào họ cũng giữ thái độ nghiêm túc, chân thành với đối phương. Đôi khi họ cũng nói chuyện bỗ bã với những người bạn thân thiết, đó là đặc điểm, tính cách trong con người họ. Tuổi Giáp Thìn giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung. Họ dễ nóng giận và cũng dễ tha thứ cho người khác, không bao giờ ôm thù hận trong lòng. Đó là lý do tại sao người tuổi Giáp Thìn sống thật ung dung, lạc quan và yêu đời. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Giáp Thìn một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá như một con dao hai mặt, nếu chủ quan con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào. Tuổi Giáp Thìn thì luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời mình, không ít những lần họ gặp phải khó khăn rồi thất bại. Nhưng ý chí, lòng quyết tâm, đam mê đang sục sôi trong lòng không cho phép họ chấp nhận thua cuộc. Tuổi Giáp Thìn nhanh chóng nghỉ ngơi, thư giãn, lấy lại phong độ và trở lại trên con đường đi tới thành công của mình. Phụ nữ tuổi Giáp Thìn luôn đấu tranh để tìm được sự bình đẳng trong cuộc sống. Họ thích làm việc thiện và kêu gọi mọi người xung quanh gia nhập vào những tổ chức từ thiện, ủng hộ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Họ là những cô nàng thoải mái, năng động, hòa đồng với mọi người xung quanh. Đàn ông tuổi Giáp Thìn có nhiều tham vọng, ước mơ, hoài bão lớn và họ sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực để biến những giấc mơ đó thành sự thật. Họ là những người có trái tim bao dung, nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác thoát khỏi khó khăn. Những người mang bản mệnh tuổi Giáp Thìn sống rất thực tế, có tính cách hướng ngoại, thích giao tiếp với nhiều người xung quanh và đặc biệt là không bao giờ cảm thấy mất niềm tin vào bản thân mình. Ngoài ra, những người này có sở thích tham gia những trò chơi thể thao, rèn luyện thể lực, sức khỏe. Tuổi Giáp Thìn có xu hướng sống tự do, không thích lập gia đình, có nhiều quan niệm cho rằng tuổi Giáp Thìn nếu sinh ra vào những ngày mưa dông gió bão, khi lớn lên cuộc sống sẽ gặp nhiều chông gai, gian khổ. Ngược lại, nếu sinh vào ngày nắng đẹp, gió heo may cả đời được sống trong sung sướng, giàu sang. Người tuổi Giáp Thìn dù có vấp phải khó khăn, thất bại thì anh ta cũng sẽ nhanh chóng lấy lại được sự thăng bằng, không để nỗi buồn ngự trị quá lâu trong tâm hồn. Anh ta nhận ra được những thiếu sót, khuyết điểm của mình và rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá sau những lần thất bại.
họ có niềm kiêu hãnh và thích được mọi người sùng bái mình. Từng lời nói, hành động của tuổi Giáp Thìn đều chứa đầy sức mạnh và sự huyền uy quyền. Họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu như không ai chịu lắng nghe làm theo lời khuyên của mình. Đầu tiên là đánh giá tổng quan vận trình tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, đúng tháng 7 âm lịch năm 2024. Tháng 7 âm lịch năm 2024, tháng Nhâm Thân, năm Giáp Thìn, bắt đầu từ ngày mùng 4 tháng 8 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 2024 dương lịch. Thiên can Nhâm Thủy, địa chi thân kim, đặc trưng thiên sinh địa khắc, kim khí tàng tài khí. Thiên can Canh Kim, địa chi thân kim, đặc trưng thiên sinh địa khắc, kim khí tàng tài khí. Tử vi tháng 7 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, nguyệt lệnh trường sinh cho thấy, dù tháng cô hồn với nhiều thách thức nhưng lại chính là cơ hội để con giáp tuổi Giáp Thìn thể hiện sức sống và bản lĩnh mãnh liệt của mình. Bản mệnh là người tài hoa, hiểu biết nên được nhiều người nể trọng, nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều người ghen ghét, vì thế đi đâu cũng phải giữ vẻ khiêm tốn nếu không muốn gặp rắc rối. Rất nhiều người tuổi Giáp Thìn trong tháng này có thể đạt được những mục tiêu, sự nghiệp mà mình đã theo đuổi từ lâu. Thiên vu các tinh, chủ sinh trưởng, hàng toàn tiến trước ghé thăm tuổi Rồng trong tháng này sẽ mang đến không ít thuận lợi. Những ai làm kinh doanh nhờ sự nhanh nhạy của mình mà có thể thu được lợi nhuận lớn, kéo theo những thay đổi tích cực trong sự nghiệp. Tuy nhiên, tất yếu bên cạnh đó sẽ đi kèm thách thức về thời gian. Để giữ vững phong độ trong công việc, bạn sẽ phải hy sinh thời gian dành cho gia đình và người thương. Điều này có thể dẫn đến xung đột trong các mối quan hệ. Tử vi tháng 7 năm 2024 của tuổi Giáp Thìn âm lịch, xuất hiện ngũ hành xung khắc là lời cảnh báo để bản mệnh cần học cách hạ bớt cái tôi. Nếu không muốn đẩy sự việc đi xa hơn, người độc thân dễ bị lừa gạt tình cảm nếu không tìm hiểu kỹ đối phương. Ảnh hưởng của đại hao nên bản mệnh có xu hướng tiêu pha thoải mái. Người tuổi Giáp Thìn không muốn cân đo đong đếm vì nghĩ rằng mình làm việc quá vất vả để kiếm tiền cũng để tiêu mà thôi. Chi tiết cụ thể từng phương diện chính như sau. Về mặt sự nghiệp, tử vi tháng 7 năm 2024 tuổi Giáp Thìn âm lịch, trong công việc, người tuổi Giáp Thìn được khuyến khích giữ vững lập trường, sống đúng với bản thân, dù ngoại cảnh có xoay vần thế nào. Thực tế là không phải ai cũng công nhận năng lực và sự quyết tâm của bạn. Vì thế, hãy cứ tập trung, tránh xa những cá nhân tiêu cực hay chê bai bạn. Thiên quan dự báo có chuyện chẳng lành, nhưng là đều trong khả năng bạn có thể xử lý được. Thế nhưng, đây cũng là bài học để bạn phải rút kinh nghiệm sâu sắc hơn cho mình. Bạn nên tự nhắc nhở mình rằng hãy đối mặt với những hối tiếc và căng thẳng trong quá khứ để từ đó tìm hướng đi phù hợp trong tương lai. Nếu mãi để bản thân vương vấn những chuyện đã qua, bạn sẽ gặp rắc rối trong thời gian tới. Tử vi tháng 7 năm 2024 này, những người tuổi Giáp Thìn đang tìm kiếm công việc có thể gặp may mắn. Tuy nhiên, cần phải kiên trì và bình tĩnh trước khi đưa ra lựa chọn. Một số việc mang tính thách thức có thể là cơ hội để bạn nâng cấp năng lực của mình lên đấy nhé. Về mặt tài lộc, về tài chính, bạn nên thận trọng trong chi tiêu, tránh phung phí, ảnh hưởng của đại hao, nên người tuổi Giáp Thìn có xu hướng mua sắm tùy hứng, không có kế hoạch. Nếu muốn mua những món đồ công nghệ đắt tiền, thì bạn nên lên kế hoạch trước đó vài tháng, để biết mỗi tháng bạn sẽ phải để dành bao nhiêu. Việc này rất tốt để tránh cho việc bạn đột ngột chi một khoản lớn, gây khó khăn cho tình hình tài chính của mình trong ngắn hạn. Thấp xích bay về phương Tây Bắc, những chuyện ngoài ý muốn cứ liên tiếp xảy ra với mệnh chủ. Vậy nên thời gian này người tuổi Giáp Thìn nếu muốn chuyển chỗ ở hoặc mua nhà, bạn nên cân nhắc tình thế hiện tại trước khi đưa ra quyết định. Trong tháng 7 âm lịch cũng nhắc nhở, bạn nên chú ý đến những lựa chọn cá nhân, làm việc gì cũng nghĩ trước nghĩ sau, luôn hướng tới trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, nhất là những khoản tiền bạn chi ra làm việc gì cũng phải có mục đích lớn lao, sẽ tốt hơn là những hỗ trợ lặt vặt. Về mặt tình cảm, tháng 7 âm lịch nóng bức, nên con người dễ nóng giận, cáu gắt, nhất là với những ai có cái tôi cao như con giáp tuổi Giáp Thìn, lại thêm ngũ hành xung khắc cho thấy. Tình hình nóng nảy của bản mệnh trong thời gian này là nguyên nhân gây ra rạn nứt trong các mối quan hệ, bao gồm cả với người thân hay với một nửa của mình. Có thể con giáp tuổi Giáp Thìn cho rằng đó là tính cách của mình nên mọi người phải chấp nhận, thế nhưng nếu bạn không nhận ra sai lầm thì rất khó sửa đổi. Ngoài ra, tháng mới không nên tập trung hướng ra bên ngoài làm gì, điều bạn cần cải thiện mối quan hệ với gia đình, giải quyết các tình huống căng thẳng, gây mâu thuẫn với những người thân. Người tuổi Giáp Thìn đừng xem thường sự xuất hiện của ngũ hành lục xung trong tháng này, kẻo tiền bạn kiếm được cũng tiêu tan hết, chỉ vì mang đi để giải quyết những mâu thuẫn căng thẳng.
Bạn được yêu thương, chiều chuộng, nhưng vì hay buông ra những lời khó nghe, nên khiến đối phương cảm giác như bạn đang không trân trọng tình cảm của họ vậy. Về mặt sức khỏe, tử vi tháng 7 năm 2024, tuổi Giáp Thìn âm lịch, sức khỏe không thực sự như ý, không phải vì bạn lười, mà là do vận động quá sức. Yêu thích thể thao là điều tốt, nhưng con giáp tuổi Giáp Thìn cũng phải hiểu hơn về cơ thể mình, để biết nên luyện tập thế nào là đủ. Bản mệnh rất dễ mắc một số bệnh trong mùa hè này, nhất là bệnh ngoài da, do đó nên tìm cách để bảo vệ làn da của mình cẩn thận. Không nên chủ quan, nhất là những ai thường xuyên làm việc ngoài trời thì nên tìm cách che chắn cả da và nhớ đeo kính để tránh nắng. Tháng này sang tiết đại thử, bản mệnh nên quan tâm hơn tới vấn đề sức khỏe khi mà tỳ dễ bị tổn thương. Hơn nữa thì bạn làm việc muộn trong thời gian dài càng khiến sức đề kháng giảm hay bị ốm vặt, ảnh hưởng tới sức khỏe và công việc. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên lưu ý thường xuyên bổ sung đủ nước cho cơ thể, đừng đợi khát mới uống, mỗi lần uống phải uống từng ngụm nhỏ chứ không nên uống một hơi cho hết. Và bây giờ là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận của tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, đúng tháng 7 âm lịch. Tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần mới của 12 con giáp thấy rằng, người tuổi Giáp Thìn gặp thái tuế, nên vận trình nhiều điều không thuận lợi, sa sút hơn so với tuần trước. Khó khăn nhất là về công việc khi mà liên tiếp những rắc rối kéo tới, thời cơ không ủng hộ, lại thêm đồng nghiệp cạnh tranh gay gắt, khiến bản mệnh bôn ba lo lắng. Nhiều áp lực tài chính đến từ kiếp tài, bạn không tránh được mát mát hoặc tổn hao do sự thiếu bình tĩnh và không cẩn thận của mình. Sai lầm này là bài học thức tỉnh tuổi Giáp Thìn đang còn mơ mơ màng màng, nếu không nhanh chóng chấn chỉnh lại thì bạn sẽ còn phải chịu nhiều tổn thất. Về chuyện tình cảm cũng không được như ý, khi mà ngũ hành ngày hầu như hình khắc với bạn, khiến cho hai người thiếu sự tương đồng, không chia sẻ cùng nhau dẫn tới khoảng cách, cuộc sống có nhiều va chạm, bản thân nhạy cảm và hay nghi ngờ, khiến mối quan hệ thêm nặng nề và lạnh nhạt, hai người cần tìm ra cách để trò chuyện và hiểu nhau hơn, đánh dồn nén quá lâu mà dẫn tới bùng nổ. Suy nghĩ lo lắng làm cho tinh thần của bạn không ổn định, lúc nào cũng căng thẳng ảnh hưởng tới thân thể. Sức khỏe không tốt sẽ làm chậm tiến độ công việc và hạn chế khả năng đánh giá, giải quyết sự việc. Nên tốt nhất là người tuổi Giáp Thìn không nên đưa ra quyết định quan trọng trong thời gian này. Quý nhân, Ngọ, Mùi, tiểu nhân, Thìn, Tỵ, màu sắc may mắn, đen, vàng, con số phát tài, 12, 38, 82. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần mới của tuổi Giáp Thìn không thể nói là tốt, khi bạn liên tiếp gặp chướng ngại và lúc nào cũng bị người khác cản đường, nhưng có mất cũng có được. Tả phù mang tới cho con giáp này những người phụ tá, người bạn vô cùng nhanh nhẹn, ăn ý và có lòng trung thành, cùng nhau vượt qua giai đoạn gian nan. Thương quan báo hiệu, một tuần không thuận lợi trong công việc, dù cố gắng rất nhiều nhưng tác động của ngoại cảnh và sự phá hoại của tiểu nhân, khiến bạn không đạt được kết quả như ý, đồng tâm hiệp lực, tránh kích động và tập trung tuyệt đối vào mục tiêu của mình, đừng quá quan tâm tới những yếu tố bên ngoài. Tình cảm có thể nói là khá hơn một chút, nhưng người độc thân cũng không có nhiều hy vọng trong việc yêu đương, duyên số chưa tới, không thể cưỡng cầu, bạn không cần quá cấp bách mà lựa chọn sai lầm. Người đã có gia đình hãy lưu tâm tới sinh hoạt của bạn đời, tránh tình trạng không ai ngó ngàng tới ai. Sức khỏe đang tiến triển ổn định, tuổi Giáp Thìn cần duy trì tình trạng hiện tại, đồng thời tăng cường tập luyện để nâng cao thể lực. Bất kể độ tuổi nào cũng nên vận động hàng ngày, đơn giản như leo cầu thang, đi bộ, làm việc nhà cũng giúp ích rất nhiều trong việc làm cho bản thân khỏe mạnh hơn. Quý nhân, Thìn, Hợi, tiểu nhân, Thân, Mùi, màu sắc may mắn, xanh lá, trắng, con số phát tài, 08, 29, 90. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần mới của tuổi Giáp Thìn sáng sủa và hanh thông, may mắn tốt lành với nhiều điều vui vẻ, tâm trạng thoải mái, phấn khởi khiến cho bạn tiến hành công việc cũng nhanh nhẹn và hiệu quả hơn. Đối nhân xử thế tích cực, gặp ai cũng niềm nở, tự nhiên vận trình lại càng thêm hanh thông. Sự nghiệp tuy chưa thể một bước thành công, nhưng những kế hoạch mà con giáp này đề ra đều hoàn thành thỏa đáng. Thiên quan vừa giúp bạn ổn định, vững vàng, nhưng không thiếu sự trải nghiệm với những lĩnh vực có tính thử thách mới mẻ và thêm chút mạo hiểm để thử sức trong thời gian này. Tài lộc thu về không thiếu, nhưng xuất hiện đại hao khiến bạn mất khoản tiền lớn vì những việc bất ngờ hoặc bị trộm cắp tài sản. Thua thiệt này khiến tâm trạng của tuổi Giáp Thìn trùng xuống, nhưng rất nhanh bạn lấy lại bình tĩnh và cố gắng rút kinh nghiệm để lần sau không lặp lại sự bị động này nữa.
Vận trình tình cảm tươi sáng vô cùng, cơ hội tốt để bạn nghĩ tới chuyện thăng cấp cho tình yêu, để cả hai có thể danh chính ngôn thuận sống chung nhà cùng nhau. Kết hôn là chuyện hỷ, chỉ có thể giúp bạn cùng mọi người thêm rạng rỡ, góp phần làm không khí sôi động hơn. Quý nhân, Ngọ, Tuất, tiểu nhân, Tỵ, Mão. Màu sắc may mắn, đỏ, tím. Con số phát tài, 19, 70, 89. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Giáp Thìn có thể nhận ra, con giáp này có nhiều điểm có thể vui mừng, ví dụ như tài chính rủng rỉnh hơn, chuyện tình cảm cũng thuận lợi, suôn sẻ hơn. Nhưng ở khía cạnh khác, bạn cũng phải lo toan cho gia đình và xu hướng sức khỏe giảm sút, không thể hoàn toàn yên tâm được. Công việc vừa khó, vừa dễ, có lúc thoải mái, có lúc lại khó khăn, thay đổi nhanh chóng, nên bạn cũng phải bắt nhịp thật nhanh, không để mình tụt lại phía sau. Nếu thích ứng được thì dịch mã năng động sẽ cho bạn những khoản thu nhập xứng đáng, thỏa sức mà kiếm tiền, không lo đói kém. Tình cảm riêng khá ổn định, hai người không có nhiều thăng trầm và tiến dần tới trạng thái bình lặng. Nhưng gia đình là nỗi lo, người thân có nhiều điểm khiến bạn phiền muộn, có thể là sức khỏe của cha mẹ không tốt, anh chị em không tu chí làm ăn, hoặc quan hệ trong nhà căng thẳng, khúc mắc. Vì nghĩ ngợi nhiều nên tuổi Giáp Thìn không khỏe, thường xuyên mệt mỏi và choáng váng. Với người huyết áp thấp thì tình trạng ngất đột ngột có thể tái diễn một vài lần. Tốt nhất là nên tới bệnh viện kiểm tra và xin lời tư vấn của bác sĩ, đừng chủ quan để tới lúc tình hình không kiểm soát được thì rất tệ. Quý nhân, Mão, Tuất, tiểu nhân, Thân, Dậu. Màu sắc may mắn, nâu, vàng kim. Con số phát tài, 01, 36, 75. Sau đây, Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những tháng sinh may mắn nhất của tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong tháng 7 âm lịch. Con giáp lắm tiền nhiều của, may mắn tới tấp, giàu có vang danh, cuộc đời dư giả, hãy đón xem đó có phải là tháng sinh của mình hay không, quý vị nhé. Vận mệnh của người tuổi Giáp Thìn, sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh chập, là thời điểm xuất lực, dụng võ, thể hiện sức mạnh cá nhân. Người tuổi Giáp Thìn sinh vào tháng 2 âm lịch, tài trí hơn người, dụng mưu như thần, việc gì đã quyết là tất sẽ thành, có tài kinh băng tế thế, có thể thống lĩnh đại quân, lãnh đạo vạn người. Vận mệnh người tuổi Giáp Thìn theo tháng sinh âm lịch trùng vào tiết kinh chập vô cùng tốt đẹp, tài năng xuất chúng, họ có thể làm nên đại nghiệp kinh thiên động địa. Vừa có đức lại vừa có tài, vừa có trí lại vừa có dũng, vừa có trung lại vừa có hiếu, quả thực không thể có điều gì khiến cho người này lùi bước. Họ có khả năng trở thành lãnh đạo, là tấm gương để người khác noi theo, được kính nể và ngưỡng mộ, cũng được yêu quý rất nhiều. Vận mệnh của người tuổi Giáp Thìn, sinh tháng 4 âm lịch. Vạn tượng canh tân, long trầu hổ phục, khí thế ngất trời, gia vận hưng phát, phú quý cát tường. Người tuổi Giáp Thìn sinh vào thời điểm này cũng có tính cách chính trực, lương thiện, có ý chí kiên định, vững vàng, gia đào an yên, hưng vượng vô cùng, từ khi sinh ra đã được hưởng vinh hoa phú quý. Bản mệnh có số thăng quan phát tài, thông minh đỉnh ngộ, ở trên vạn người, không phải chịu sự quản thúc của người khác. Người này được trưởng bối yêu thương và giúp đỡ rất nhiều, có con đường phát triển hanh thông vượng phát. Có thể nói, người cầm tinh con rồng mà sinh tháng 4 âm lịch thì quả là tháng sinh đại cát, vừa sinh ra đã được hưởng phúc khí kéo dài cho đến hết cuộc đời. Vận mệnh của người tuổi Giáp Thìn, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch rơi vào tiết lập thu. Xem vận mệnh của người tuổi Giáp Thìn theo tháng sinh thì người này có tính cách mạnh mẽ, kiên định, gan dạ, dũng cảm, có tinh thần trách nhiệm cao, dù có khó khăn đến đâu, họ vẫn quyết tâm chinh phục và giành được những thành công đáng kể. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 7 âm lịch, có ý chí không thể khuất phục, cũng có tài trí hơn người, họ là người phóng khoáng, nhiệt tình, năng giúp đỡ mọi người, vì chính nghĩa mà chẳng từ nan. Tuy nhiên, tổ nghiệp phúc mỏng nên tiền vận gặp nhiều trắc trở, từ trung vận trở đi, dựa vào nghị lực bản thân và tài năng sẵn có mà tay trắng làm nên cơ nghiệp, được người người kính nể. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 7 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc,
giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.